Cửa hàng Nông Ngư Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bò Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại 0974644973. Hôm nay bên em mới dọn xong một con Makita ME230, sở hữu động cơ 23cc. Máy trang bị lam Latin, xích chuột, làm điêu khắc khá là dày, rất là đẹp. Xuất sắc làm chính hãng Makita. Rất là đẹp. Con máy này nằm trong lô máy 52 cây máy mới về ở bên kênh YouTube Nông Cơ Duy Hải đăng vào ngày hôm qua. Và hôm nay bên em rửa sạch sẽ vệ sinh. Đấy. Em có làm một video làm test tiếng máy và sau đó là được khách yêu cầu rửa rạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ đi, đẹp đẽ, sơn bóng luôn cho nó đẹp. Và đây là thành quả mà em đã làm. Đó, khá là đẹp. Nói chung là xuất sắc luôn. Quá là xuất sắc, rất là đẹp. Đấy, người theo. Chăm chút cho sản phẩm. Làm kỹ, làm đẹp. Đó, chỉ ngoài cái này là mình xịt áp lực nó rất đẹp thôi. Ok, máy này thì có trợ lực luôn nha mọi người. Có trợ lực, có thắng xích, phun chức năng. Và điều đặc biệt, máy này thì là bơm xăng sử dụng chế hỏa khí hay là bình xăng con là tự động. Đó, chứ không có chỉnh ốc xăng, ốc gió như mấy cái dòng khác. Nó chỉ chỉnh được ốc tốc độ thấp thôi, găng ti đó, tốc độ thấp. Sau đây em sẽ test nổ tiếng máy để mọi người nghe và tham khảo về con máy Makita ME230T, sở hữu 20 động cơ 23cc nha. Đây, được rồi. Máy rất là nhỏ nhẹ nên là công suất nó nổ mọi người theo, nó không có lát là vì nó có 23cc thôi. Dành cho các bác nào mà muốn cưa nhỏ nhẹ cầm khoảng tầm khoảng 2 ký mấy, cả xăng cả nhớt nó mới tầm vỏn vẹn 3 ký thì sử dụng con máy này. Tại vì con máy này và một con máy G2000 là gọi là động cơ 20cc thì là những cái dòng máy là bé nhất hiện tại mà em thấy. Đó, tức là dòng mini siêu nhỏ. Đó. Thì với như các bác mà muốn sử dụng máy nhỏ thì mới sử dụng những cái dòng này thôi, tức là cắt nhỏ nhẹ. Đó. Cắt là đỡ mỏi tay đó, mà sử dụng cho lớn hơn lớn tuổi, có trợ lực, có thắng xích thì nên sử dụng những cái dòng như thế này. Đó. Còn các bác yêu về tốc độ, yêu về sức mạnh thì sử dụng những cái dòng cao cấp hơn, công suất nó từ 30 mấy cc, 31, 30, 32, 35, 36 cc thì nó rất là mạnh. Còn đây dành cho những các bác nào mà thích nhỏ nhẹ nhẹ nhàng cưa ba cái củ trụ nhỏ nhẹ trong gia đình, cưa ba cái cành 5-10 cm lắm, là cao lắm là 20 cm cắt để hơi đuối, nhưng mà tầm cỡ 10-12 cm là cắt nó đó. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mọi người muốn mua hàng thì liên hệ trực tiếp với Thắng Máy Cưa Xích qua số điện thoại 0974644973. Bên em có ship CD toàn quốc. Mua hàng quý khách chỉ cần đặt cọc trước 200.000 cho bên em là bên em sẽ ship hàng. Nhận hàng rồi quý khách thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng là xong. Ok, em xin chào tất cả mọi người.